Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy nữa đâu. Thời gian 3 năm thật ra thì cũng rất là dài, nhưng cũng không bằng thời gian mà anh ấy đã chờ đợi tôi. Cô phải nhớ, cuộc hôn nhân giữa cô và anh ấy chỉ là một bản hợp đồng. Cô phải luôn nhớ điều đó. Cái này nè, trả anh nè. Cô tìm được chiếc nhẫn rồi hả? Ở đâu ra vậy? Tôi trả cho anh đó. Chúng ta hãy ly dị đi. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi cũng không muốn sống chung với cô nữa. Được, chúng ta ly dị. Vương Hoàng nói anh ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi dành cho anh ấy. Bây giờ tôi mới thấy mình thật ngu ngốc khi yêu Đình Phong. Thật ra trái tim tôi dành cho Vương Hoàng đã từ lâu lắm rồi, mà tôi không biết. Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ anh ấy nữa đâu. Thời gian 3 năm thật ra thì cũng rất là dài, nhưng cũng không bằng thời gian mà anh ấy đã chờ đợi tôi. Cô phải nhớ, cuộc hôn nhân giữa cô và anh ấy chỉ là một bản hợp đồng. Cô phải luôn nhớ điều đó. Dương Hoàng, cô muốn nghe chuyện cười không? Lần này là bảo đảm cười luôn á. Chuyện cười? Ừ. Kể nha. Có một anh chàng kia rất đẹp trai. Đẹp trai ơi là đẹp trai. Đẹp trai ngang ngửa luôn á. Anh ta đi dạo trên một cánh đồng, nhìn thấy nguyên một đàn bò. Bò nhiều ơi là nhiều luôn. Và anh ta đã nghĩ, tại sao bò lại không bay được như chim? Rồi trong khi đó có một đàn chim bay ngang qua đầu anh ta, thả một cái bụp. Anh có biết gì không? Một con chim ỉ trên đầu của anh ta. Và anh ta dùng ngón tay quẹt phân chim và nhìn. Thì ra bò không bay được là đúng. Mắc cười không vậy? Nè, cô nói lảm nhảm cái gì vậy? Cô đừng có kể cái chuyện này cho người khác nghe biết chưa? Cô kể cho người ta nghe, người ta nói cô khùng đó. Khùng nhưng mà khùng, tôi thấy chuyện này mắc cười mà. Tôi thấy chuyện này mắc cười nhất từ trước đến giờ tôi kể luôn á. Thiệt là mắc cười quá trời mà không chịu cười. Nhìn gì? Nè, có phải hôm nay đã xảy ra chuyện gì đúng không? Chuyện gì? Có gì đâu. Vậy thì chắc chắn là ba tôi hoặc mẹ tôi đã nói gì với cô đúng không? Không có, không có, không có. Mọi người không có nói gì hết. Mọi người rất là cưng chiều tôi. Đừng có nghĩ bậy bạ. Còn nữa, từ bây giờ anh có thể gọi tôi là rùa, là gà, là nồi cơm điện hay bất cứ cái gì anh muốn. Vì bây giờ nó không còn quan trọng với tôi nữa. Thiệt mà. Thích kêu gì cũng được. Ủa, chứ vậy là sao? Hôm nay không phải ngày ăn khoai lang à? Anh đâu có thích ăn khoai lang đâu. Bởi vì bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ nấu cơm cho anh ăn mỗi ngày. Ăn cơm đi. Không hiểu đã xảy ra chuyện gì trong đầu cô ấy. Sao tự dưng lại tốt vậy trời? Được rồi, đừng lao nữa. Hát bài heo xinh đi. Cô không muốn hát hả? Ngày mới nắng ấm, heo xinh xinh đi trên con đường. Vừa hát vừa múa minh họa. Ngày mới nắng ấm, heo xinh xinh đi trên con đường, chợt thấy bông giang heo Manly đang oai nghi. Nè, tóm lại có chuyện gì vậy? Chuyện gì là sao? Cô làm tôi hết sức khó chịu. Tại sao cô lại làm theo tất cả những gì tôi đòi hỏi hả? Cô biết tôi không thích bài hát đó mà lại hát là sao hả? Có phải cô phạm lỗi gì rồi đúng không? Lỗi gì chứ? Chẳng qua là tôi thấy thời gian ở bên anh không còn bao nhiêu lâu nữa, cho nên anh muốn gì tôi chịu anh thôi. Cô tính đi chỗ khác hả? Bộ anh nghĩ anh với tôi sống với nhau suốt đời hay sao? Nhẫn cưới đâu rồi? Cô để nhẫn đâu mà không đeo hả? Bị nghi là đúng lắm mà. Tôi biết ngay là cô đã phạm lỗi gì rồi. Làm mất nhẫn sao tôi sẽ giận đúng không? Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cô lại có những hành động kỳ lạ như vừa rồi. Cô có biết là chiếc nhẫn đó đắt tiền lắm không? Tiền lương của cô cả năm cũng không đủ mua chiếc nhẫn đó đâu. Thì ý tôi á, không phải nói chuyện tiền bạc. Thì tiền bạc đúng là không quan trọng gì, nhưng mà dù sao chiếc nhẫn đó cũng là đính ước của tôi với cô mà. Chính cô đã nói chiếc nhẫn đó có ý nghĩa lắm mà. Nhớ cái lần tôi mất nhẫn, cô chẳng giận và la tôi ôm sầm còn gì. Giờ tại sao cô để mất nó chứ? Thôi được rồi, mang cái chiếc là đây. Đưa ta đây. Đưa đây. Tại sao giờ này cô chưa về hả? Hôm nay tôi sẽ về trễ. Anh ăn cơm trước đi nha. Không được, cô không thể nào ăn ở ngoài được. Cô đi về đi nha. Tôi có cái này cho cô xem, hay lắm đó. Không biết đâu, tôi sẽ chờ cho tới khi nào cô về nhà thì thôi. Không biết, tôi sẽ chờ đó. Tôi không ăn trước đâu. Cô phải về đó. Thức dậy đi. Sao nó đợi tôi mà ngủ vậy? Tôi đâu có ngủ.
Chỉ tại đang bận suy nghĩ nên... À, mà bây giờ mấy giờ rồi? Tại sao cô về trễ vậy? Tôi đã nói trước là về trễ rồi mà. Nhưng mà tôi đã nói là tôi sẽ đợi cô về mà. Rồi, biết rồi, xin lỗi. Nhưng anh nói anh có cái gì cho tôi xem đâu. Chúc mừng kịch bản đầu tiên của Minh Minh đi. Chúc mừng. Chúc mừng. Anh Đình Phong nói kịch bản thế nào? Kịch bản rất là tốt, có thể quay thành phim. Ừ, vậy thì chúc mừng. Ừ, mà sao anh biết kịch bản của tôi được khen mà anh tổ chức tiệc tùng như vậy vậy? Tôi tưởng anh chỉ muốn tôi thất bại thôi chứ. Tại sao lúc nào cũng nghĩ xấu tôi như vậy hả? Mà tiệc tùng gì nữa, trễ quá trời rồi. Tại sao lại về trễ như vậy chứ? Tôi thích về trễ thì sao? Tôi về trễ là có mục đích mà. Từ trước đến giờ tôi luôn là người phải chờ đợi anh. Cho nên hôm nay tôi bắt anh phải chờ đợi một lần, để cho biết cảm giác khó chịu như thế nào. Cái gì? Hôm nay tôi nói anh ở nhà, tôi có chuyện muốn nói với anh. Tôi nghĩ đã đến lúc nói rồi. Chuyện gì vậy? Cái này nè, trả anh nè. Cô tìm được chiếc nhẫn rồi hả? Ở đâu ra vậy? Tôi trả cho anh đó. Chúng ta hãy ly dị đi. Nếu mà cô không muốn nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa thì thôi, cô đừng có làm nữa. Không phải như vậy đâu. Chỉ là tôi không thể sống với anh được nữa. Tại sao như vậy? Có phải Đình Phong biểu cô phải sớm ly dị với tôi hay không? Cô hay thiệt. Bởi vì Đình Phong mà cô đòi ly dị với tôi à? Thôi được rồi, vậy thì bỏ hết đi. Bây giờ cô muốn làm gì thì làm, tôi sẽ chịu hết. Kể cái gì cô gặp Đình Phong, cô muốn gặp thì cứ gặp, tôi sẽ không nói gì hết. Còn ly dị hả? Không bao giờ. Không phải đâu, không phải như vậy đâu. Bởi vì em yêu anh. Em thật sự rất yêu anh. Yêu anh nhiều lắm. Tôi không tin được, ngay lúc này mà cô vẫn còn đùa giỡn như vậy. Sao cô tàn nhẫn quá vậy? Anh đừng có cười như vậy. Anh thấy tôi như vậy chưa đủ hay sao? Tôi đau khổ như thế này anh cũng không nhận thấy hay sao? Bây giờ tôi đau khổ lắm nên không thể nào tiếp tục được nữa. Làm ơn hãy dừng lại. Cô thiệt là ngốc quá đi. Cái câu em yêu anh cô đâu cần phải nói ra. Mà tại sao cô lại không muốn sống chung với tôi nữa? Tại sao chứ? Bởi vì tôi cảm thấy quá mệt mỏi và đau khổ nên tôi không thể nào tiếp tục được nữa. Chúng ta hãy ly dị đi. Anh có thể yêu Bảo Yến, vậy ly dị đi. Chúng ta ly dị nha. Minh Minh, xin lỗi nha. Bắt đầu từ bây giờ trở đi, tôi cũng không muốn sống chung với cô nữa. Được, chúng ta ly dị.